Chào bà con nông dân và các bạn. Với tính kiên trì, cần cù, chịu khó, anh Hà Văn Đông, thôn Ngọc Sơn, xã Nhạo Sơn, huyện Sông Lô đã tận dụng đất vườn, đầu tư xây dựng thành khu chăn nuôi. Với 20 triệu đồng tiền lãi hàng tháng, anh Đông đã tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Lúc mới xây dựng gia đình, có chút ít vốn lại sở hữu diện tích đất thổ cư và đất vườn rộng rãi, nhận thấy địa hình hợp lý để phát triển chăn nuôi. Anh bàn với vợ phát triển kinh tế gia đình thông qua đầu tư chăn nuôi gà đẻ trứng trên diện tích đất ở và đất vườn của gia đình. Năm 2000, vợ chồng anh bắt tay vào xây dựng chuồng trại nuôi gà đẻ, lợn và bò. Ban đầu, anh vay vốn từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện, mượn thêm anh em bạn bè, cộng với số vốn gia đình tích góp để xây dựng chuồng trại nuôi 1.000 con gà đẻ. Đến nay, số lượng gà trong chuồng nhà anh đã tăng lên 3.000 con, mỗi ngày thu 2.600 quả trứng. Ngoài ra, anh còn nuôi thêm gần 10 con lợn và 4 con bò. Mỗi tháng gia đình anh thu lãi trên 20 triệu đồng. Mỗi năm trừ chi phí, gia đình anh thu lãi trên 250 triệu đồng. Bên cạnh việc đưa một số giống cây mới có giá trị kinh tế cao vào gieo trồng, những năm gần đây, xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên đang từng bước quy hoạch lại đồng ruộng, xây dựng cánh đồng cho thu nhập cao bằng việc mở rộng diện tích thâm canh các loại cây rau màu hàng hóa để nâng cao thu nhập trên mỗi đơn vị diện tích canh tác. Vụ đông năm 2014, xã Thanh Trù gieo trồng gần 118 hectare. Trước đây, cây trồng tại xã Thanh Trù chỉ dừng lại ở việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong gia đình. Tuy nhiên, nhận thấy hiệu quả mang lại từ cây trồng hàng hóa, xã Thanh Trù đã phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố tuyên truyền khuyến khích bà con nông dân hỗ trợ giống, kỹ thuật, triển khai gieo trồng được gần 13 hectare, khoai tây, dưa chuột, bí đỏ, bí xanh, cà chua. Bước đầu đã giúp tăng thu nhập, giải quyết việc làm cho nhiều hộ gia đình ở địa phương. Năm nay thì nhà tôi mới trồng là một, thì tôi cũng trồng có một sào thôi. Thế nhưng mà tôi cũng thấy năng suất so với các loại cây trồng khác là gấp 3, gấp 4 lần. Qua thu hoạch, số lượng cây hàng hóa không chỉ có ưu điểm về thời gian sinh trưởng ngắn mà còn mang lại hiệu quả kinh tế cao với mức thu nhập bình quân đạt từ 4 đến 5 triệu đồng một sào một vụ. Đặc biệt, cây khoai tây cho thu hoạch từ 6 đến 6,5 tạ một sào, với giá bán từ 12 đến 14.000 đồng một kg như hiện nay. Bà con nông dân có thể thu lãi khoảng 10 triệu đồng một sào một vụ. Đây là nguồn thu nhập đáng kể trong lúc nông nhàn, bởi trên thực tế, hầu hết các cây hàng hóa chi phí đầu tư thấp, chỉ sau 3 tháng là bắt đầu cho thu hoạch. Trong thời gian qua thì thực hiện gieo trồng cây hàng hóa trên địa bàn xã thì kết quả là vừa qua là thu hoạch là đối với cây khoai tây thì cơ bản là năng suất cao đạt 6 tạ đến 6 tạ rưỡi trên một sào. Để thực hiện tiếp tục việc chuyển giao khoa học kỹ thuật và cây trồng vật nuôi trên địa bàn xã thì trong năm tới thì sẽ lấy cái kết quả của năm 2014 và sẽ nhân rộng, lấy mô hình của 2014 để nhân rộng trên địa bàn toàn xã. Có thể thấy mô hình trồng cây hàng hóa tại xã Thanh Trù đã đem lại thu nhập cao, giúp giải quyết việc làm cho bà con nông dân, góp phần tích cực vào chương trình giảm nghèo, nâng cao đời sống cho nông dân trên địa bàn. Chịu khó tìm tòi và mạnh dạn đưa những cây trồng mới vào sản xuất đã giúp cựu chiến binh Vũ Ngọc Phương, thôn Sa Phùng, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch vươn lên thoát nghèo. Phần cuối mục Nhà nông làm giàu hôm nay, mời bà con và các bạn cùng đến thăm vườn cây ăn quả của gia đình cựu chiến binh Vũ Ngọc Phương. Sau khi rời quân ngũ trở về địa phương, với diện tích hơn 15 hectare đất đồi của gia đình, ông cùng với vợ con cải tạo dành 1 hectare đất thấp để đào ao thả cá, diện tích còn lại thì trồng cây ăn quả. Khi phong trào trồng vải ở Lập Thạch phát triển mạnh, ông đã mạnh dạn đầu tư vào trồng vải nhưng không đem lại hiệu quả kinh tế. Sau nhiều đêm trăn trở, nghĩ cách làm giàu, tình cờ biết được mô hình trồng táo cho hiệu quả kinh tế cao, ông đã đi tham khảo học hỏi kỹ thuật trồng chăm sóc. Năm 2012, vợ chồng ông đã mạnh dạn phá bỏ toàn bộ vườn vải cải tạo lại, đầu tư vốn chuyển sang trồng táo. Nhờ chủ động trong nguồn nước tưới và áp dụng đúng kỹ thuật trồng nên vườn táo của gia đình ông phát triển rất tốt. Chỉ sau một năm đã cho thu hoạch và đạt năng suất cao. Với giá bán từ 12 đến 15 đồng một kg, sau khi trừ chi phí cho thu lãi khoảng 200 triệu đồng một năm. Chia sẻ với chúng tôi, ông Phương cho biết trồng táo nhàn hơn so với trồng vải, vì không phải mất nhiều công chăm sóc, lại ít sâu bệnh, đặc biệt là không phải lo về đầu ra. Cứ đến vụ thu hoạch, thương lái lại đến tận nhà để thu hái. Trước đây tôi có hơn 10 hectare đất đồi nhưng bị trồng vải không hiệu quả thì tôi cải tạo để trồng cây có giá trị kinh tế như là cây táo. Đã làm 2 năm nay thì cái táo là rất là lắm quả, thu nhập
hàng năm cũng được là hơn chục tấn táo mà bán trên thị trường là rất là chạy, đầu ra rất là dễ. Ngoài thu nhập từ trồng táo, với 1 hecta mặt nước, ông Phương đầu tư thả cá, chấm, chép, rô phi đơn tính, mỗi năm cho thu lãi khoảng 100 triệu đồng. Mô hình này không chỉ giúp ông Phương làm giàu mà còn giải quyết việc làm thường xuyên cho từ 3 đến 4 lao động với mức thu nhập bình quân 4,5 triệu đồng một người một tháng. Riêng con cá thì tôi đã thầu cái diện tích đồng 15 hecta, cấy vụ lúa thả vụ cá, dùng tiền vốn vừa vay của ngân hàng vừa phát huy nội lực của gia đình và bạn bè giúp đỡ thì đã khoanh vùng đắp đập, phân lũ tiêu lũ và kết hợp nuôi thả cá vũ. Thì năng suất hàng năm 15 tấn này thì hàng năm trừ chi phí tôi thu từ 15 đến 20 tấn cá một năm. Thế và cái này là giải quyết công an làm cho nhiều hộ làm những vệ tinh bán cá giống rồi thì tiêu thụ sản phẩm. Trang trại bạt ngàn cây trái với hồ cá rộng là minh chứng cho sự nỗ lực vươn lên làm giàu của gia đình cựu chiến binh Vũ Ngọc Phương. Đây là mô hình điểm để bà con nông dân học tập áp dụng vào sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống gia đình.